Vào ngày hôm qua, đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra cảng Seoul tiễn 17 ngư dân Việt Nam bị nước này bắt giữ trước đó về nước. 17 ngư dân Việt Nam đã được phía Philippines trang bị những nhu yếu phẩm cần thiết để trở về nước. Một chiếc tàu của ngư dân Việt Nam đã giăng dòng chữ "Cảm ơn Tổng thống Duterte", lời cảm ơn đến từ ngư dân Việt Nam. Tôi rất vui khi được tiễn những người bạn. Các bạn không làm gì sai trái cả. Nếu các bạn có tình cờ bị trôi giạt vào vùng biển của chúng tôi vì cơn bão sắp tới, thì chúng tôi sẽ chào đón các bạn. Không có vấn đề gì cả. Các bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ ở đó. Điều này cho thấy tầm quan trọng của khối ASEAN. Chúng ta, những người hàng xóm của nhau, phải hành động để bảo vệ lợi ích của nhau. Theo Ủy viên về di trú Jimmy Morante, các ngư dân có thể lựa chọn về nhà bằng hãng hàng không Philippine Airlines, tuy nhiên họ lại muốn sử dụng tàu cá của mình. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, do cơn bão Freddy và gió mùa Tây Nam ở Biển Đông, 17 ngư dân trên 3 tàu cá Việt Nam đã bị trôi dạt vào vùng biển Philippines. Các ngư dân này đã bị Hải quân Philippines bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép, xâm nhập trái phép vào vùng biển của Philippines. Tuy nhiên, sau chuyến công du đến Việt Nam, Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp nước này nhanh chóng trả tự do cho các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong vùng biển của Philippines nhằm bày tỏ thiện chí của chính phủ Philippines với Việt Nam. 2, 3, 4.